Ba Vì từ lâu nổi tiếng là một trong những địa điểm hấp dẫn giới trẻ ghé thăm vào mỗi dịp cuối tuần, đặc biệt là khi trời mùa đông se lạnh, những bông hoa dã quỳ nở vàng rực cả một góc trời. Tuy nhiên, những bạn trẻ khi tới đây không biết rằng vùng núi Ba Vì Tản Lĩnh còn là một trong những nơi địa danh tâm linh nổi tiếng của Việt Nam. Và ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để ghé thăm một cậu bạn là thổ địa ở trong vùng. Cậu ấy sẽ đưa tôi tới một tòa bệnh viện bỏ hoang. Nó bị bỏ hoang từ bao giờ thì tôi cũng không thể biết được. Đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để tìm hiểu cũng như là mong muốn thực hiện một cái nghi lễ gọi hồn của người địa phương. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ tìm được những điều mà bấy lâu nay tôi đang đi tìm kiếm. Xin mời các bạn hãy đồng hành cùng tôi. Rồi. Cũng vừa mới tới. Dạ. Cũng vừa mới tới. Thì tí em định đưa anh đi đâu nhỉ? Thì đi vào trong kia đi. Trong chỗ khu Tản Lĩnh nhá, thì có bệnh viện 3 đấy. Cái bệnh viện bây giờ tên là bệnh viện xây dựng. Còn trước nó là bệnh viện Bạch Mai, cái thời chiến tranh ngày xưa đấy anh. Là bệnh viện Bạch Mai người ta di tản lên trên này. Nghe dân người ta đồn lại là ở đấy có ma, bây giờ dân người ta bỏ đi hết, có ai ở đấy đâu anh. Thế khu vực đấy và... Tức là bây giờ cái bệnh viện đấy là đang bỏ hoang à? Bỏ hoang lâu lắm rồi anh ạ. Ok, thì em có mũ không? Đây. Đến đấy xem tình hình thế nào đã. Đây. Bảo này, xung quanh đây có ai sống ở đây không? Có người dân nào sống không? Không anh ạ, xung quanh đây là vừa qua đây bỏ hoang hết rồi. Yeah. Cả khu vực quanh đây dọc từ tuyến dưới kia lên đây là bỏ hoang hết này. Sao thế? Thì thứ nhất là gần cái bệnh viện này thì ngày xưa thời Pháp thuộc ấy anh. Nên là kiểu đêm hôm người ta nghe tiếng kêu khóc với ai dám ở đâu. Nhà bỏ hoang hết rồi. Còn tiếp trên mấy trên kia thì lại gần khu bãi rác nhưng mà không ai ở. Nhưng mà... cái bệnh viện ở đây là bộ xây dựng, bệnh viện xây dựng cơ sở Ba Vì. Xem nói là đây là bệnh viện Bạch Mai ngày xưa nhỉ? Ngày trước ở trên này này, cách đây tầm khoảng, em không nhớ là bao lâu nhưng mà đi qua đây là còn cái biển kia là bệnh viện Bạch Mai cũ ấy anh. Kể cả bố mẹ em cũng nói thế mà, còn đây là người ta đắp cái biển này là biển mới, người ta cho lên đây thôi. Bên này là biển mới mà anh. Còn trước là bệnh viện Bạch Mai thì thời chiến tranh ấy, thì là người ta lên đây mà. Này ở đây cái mùi hôi nhỉ? Anh nghĩ là một trong những cái lý do mà người ta không ở đây đúng không? Là hôi gần bãi rác kia kìa. Gần bãi rác trên kia nữa. Một phần là như thế nữa là người ta không ở đây được. Hay là cái bệnh viện này bỏ hoang cũng là vì lý do đấy? Không anh ạ, bỏ hoang trước khi bãi rác vào đây mà anh. Vì là bãi rác là về đây là năm 2010 là bắt đầu sáp nhập về Hà Nội đúng không anh? Còn bãi rác này bỏ hoang cách đây từ năm em nhớ là 2005-2006 em đi học qua đây là nó đã bỏ hoang lâu lắm rồi. Nó còn cái biển màu vàng vàng trên này là bệnh viện Bạch Mai này.
hai cái chốt này là treo biển cũ đấy mà anh, đây này. Ừ. Đấy, nên là người ta dỡ vào đâu. Còn cái biển này là biển mới mà anh. Anh muốn hỏi những cái người dân ở đây họ biết gì về cái bệnh viện này á. Vâng. Thì chắc là khó đấy nhỉ, bởi vì chả thế có ai. Chỉ có mình đi ra khu vực Gia Mé hẳn bên ngoài kia ấy, thì hỏi thì người ta biết thôi. Hoặc là hỏi những người già già cỡ tuổi trung tuổi như bố em ấy, ở gần gần đấy người ta biết thôi. Ừ. Còn ở đây thì có ai ở đâu anh. Ừ. Có ai ở nhà không ạ? Anh ơi! À, dạ. Chị ở đây lâu chưa? Em mới ạ. Em có biết là tại sao cái bệnh viện kia bỏ hoang nhỉ? Bệnh viện bên đường này. Em phải người ở đây ạ. Thế à? Nhưng mà em... Em trọ ở đây thôi, em mới ở đây phân trọ ở đây thôi. Trọ ở đây được lâu chưa? Trọ ở đây được khoảng 3-4 tháng. 3-4 tháng à? Em không biết ở đâu. Thì em có tò mò thắc mắc vì sao nó bỏ hoang không? Không ạ. Không à? Thế em ở đây em có sợ không? Chả sợ gì cả. Yeah. Không sợ mà. Mình mới đến đây thì mình ở thì có đông người thì sợ gì anh? Ở đây có bao nhiêu người ở đây? Ở đây ạ? Ừ. 6-7 người. Thế cơ à? Em làm ở chỗ đây đúng không? Xí nghiệp đây đúng không? Vâng. À. Rồi anh cảm ơn nhá. Không biết này, ở trong này nó có rộng không nhỉ? Em nghĩ là nó cũng rộng, bệnh viện mà anh. Nó hẳn là bệnh viện mà, có phải là khu nghỉ dưỡng đâu. Đây là khóa này, khóa từ ngày xưa đây. Anh nhìn, còn đây là khóa mới này. Đây khóa ngày xưa đây mà. Ba cái khóa liền cơ. Vâng. Thời ngày xưa người ta dùng khóa này chứ có dùng khóa như bây giờ đâu. Bây giờ khóa Việt Tiệp, khóa cổ. Em chưa biết là khóa này là của hãng nào. Việt Tiệp. Không phải Việt Tiệp anh ạ. Đó. Đây này. Phải Việt Tiệp đâu. Cái to đùng này. Vâng. 113, 112 gì ấy chứ. Ừ, 112. Thì cái căn bản là nó không có Việt Tiệp. Việt Tiệp nó khác. Bây giờ nếu mà mình muốn vào đây thì vào cửa gì? Chỉ có phương pháp là trèo tường thôi anh ạ. Bên này này. Tường thấp này mình vào được không? Đây hả? Trước cổng phá này thì mình không thể mở cổng vào được. Ừ. Đây là trèo tường ấy đúng không? Vâng. Phương án là duy nhất là trèo thôi. Ừ. Em vào trước đi. Cổng phụ bên này người ta rào kín mít. Em vào trước hay anh vào trước? Theo em là anh vào trước đi. Anh vào trước xem đưa máy quay cho anh xem em vào sau. Ừ này, thế mày cầm quay cho anh. May quá ở đây là có những cái mảnh sành ra để đây nhưng mà nó đã bị đập hết rồi, mòn hết rồi. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Ây da. Ây da. Sao anh? Không không. Đây phòng bảo vệ. Vâng. Ui. Gì đây? Nhìn nó đồ ngày xưa. Chai nước. Để chai nước vào cho anh nhé. Nhảy rơi cả chai nước. Em nghĩ là mở cửa được đây ạ. Anh tham quan thử không? Thử đi. Mùi đất này. Ừ. Thấy có vàng mã rồi. Ở cái chén này. Ui. Ghê nhỉ. Ghê quá nhỉ. Cái tổ mối. Nhìn cảm giác bắt đầu thấy cái gì sai sai rồi. Chắc là cũng để hoang lâu quá ấy. Mà chỗ này kiểu nó ẩm thấp, mối nó kết lại. Cái này là cái gì anh? À, quả sứ. Quả sứ trên bộ điện cao thế chắc nó rơi xuống. Thế à? Quả sứ. Trông dị nhỉ? Dị. Vàng mã. Nồi cơm điện. Ui dồi. Quả đồng hồ này đúng là... Bây giờ em nhìn lại thì nó
từ em đẻ ra đã có những cái đồng hồ như này. Zimico gì? Vâng, Zimico. Cái này cổ rồi mày. Nó chết từ lúc là 11 giờ 22 22 đúng không? Vâng. Mà không biết là 11 giờ 22 đêm hay là trưa của năm nào. Có khi là đêm ấy. Vâng, khả năng là thế. Ừ. Cái đồng hồ này em xem là lúc mấy giờ? 1 giờ. Năm đồng hồ đấy. Cũng chết cũng khoảng 1 giờ 10 11 12 phút gì đấy. Thì chắc hoặc là ừ nhỉ. Ừ. Tức là cái này chết trước, cái này chết sau đúng không? Cái này là 11 giờ 11. 11 giờ chứ không phải là 1 giờ đúng không? Ừ, đây là 11 giờ. Đúng rồi. 11 giờ 11. Còn đây là 11 giờ 22. Trùng hợp nhỉ? Nó cũng là khoảng giờ đấy đúng không anh? Ừ. Anh nghĩ là có thể là đêm nay mình thử quay đến trở lại giờ này xem thế nào. Ừ, trong cái khoảng thời gian đấy. Vâng. Cái ghế này trông dị quá nhỉ. Tổ mối nó đã kết vào cái ghế này khiến nó dính cả vào tường. Em xem mà năm bao nhiêu? Cái này mới ạ. 2017, chắc ai mới treo vào đây. Bộ xây dựng. Đây là ai mới treo ở đây chắc sao? Chắc là mới năm ngoái thôi đúng không? Vâng. Nhưng mà làm gì mà một năm mà hoang phí cái này? Hoặc là có thể là có người vào đây mà họ thắp hương ấy. À vâng vâng. Họ thắp hương thì họ mang theo một số ấy vào. Mày đứng ở đây không sợ à? Em sợ gì đâu. Nó có ấy không? Nó có mềm không? Cái này thì mềm, cái này mới đắt. Ừ. Còn kia thì cứng. Chúng tôi đang ở gian phòng bảo vệ. Ở đây thì đã bị bỏ hoang và có một cái tổ mối, không phải một nữa mà rất nhiều tổ mối nó kết thành từng mảng lớn bám ở sàn và trên tường cũng như là cái ghế này. Vương vãi vàng mã hương, những cái đồ thờ cúng. Bây giờ chúng tôi sẽ từ sao đây? Tại sao? Cái gương à? Gương. Cái gương này có vẻ như là từ ngày xưa nhỉ? Cái loại chữ này là vâng, từ ngày vâng, xưa vâng. Này. Cách đấy rất lâu mà, có khi là từ có thời. Có câu chữ gì đây? Không hôm trước sánh sau được hôm nay, đây xin anh cho nhận. Cái kiểu gương này này vâng. Là từ lâu rồi. Ừ. Hồi xưa mà có những cái hoa như này. Cái này anh nghĩ rằng là mình cứ để ở đây. Vâng, tối nay mà quay lại ấy, thì mình sẽ sử dụng nó. Biết đâu nó sẽ có tác dụng. Ồ, vừa rồi là nó úp mà. Em biết vì sao không? Úp bởi vì là tất cả những cái gương ở những ngôi nhà hoang ấy là đều phải đặt úp hết. À. Bởi vì úp là bởi vì người ta quan niệm rằng gương là cái cánh cửa hai thế giới ấy. Vâng vâng. Đấy. Đây anh em mình tham quan tiếp một chỗ khác nhỉ. Đây mình khám phá tiếp chỗ khác đi. Vâng. Đi sang bên kia đi. Đóng cửa giả cho người ta vậy. Mùi quá. Mùi rất là hôi. Cái mùi này cũng gây ám ảnh. Phòng chống bệnh sốt rét. Cái biển kia cũng từ lâu rồi. Nhìn không rõ người. Sang cái này xem thế nào. Ban phòng chống bệnh AIDS Bộ Xây dựng. Trong này là thấy khóa cửa hết. Cái áo này trông khá là mới mà treo ở đây. Ở ngoài cổng nhìn vào đã tưởng là cái chăn. Hóa ra là cái áo. Đây là phòng khám nội nhi. Em thấy như bên trong vẫn còn bàn ghế phòng cái gì hành chính. Anh? Nhìn được bên trong không? Em nhìn qua khe mắt vẫn thấy có bàn ghế này. Cái này cửa kính ấy, kính mờ không nhìn được kính vào trong. Mờ không nhìn vào trong. Chỉ có cách là nhìn vào cái khe cửa này. Ừ. Bàn ghế kiểu ngày xưa.
Vâng. Còn bên này thì không thấy gì, bên này kín mít. Thế ông nghĩ là sang các cái phòng ban khác đi. Ừ. Có thể có sẽ có chỗ vào đấy. Xem có những cái phòng mà mổ với các thứ không? Vâng, vâng. Liệu ở đây nó có những cái phòng như thế không nhỉ? Em nghĩ nó là bệnh viện, nó có hết anh ạ. Đây bệnh có mảnh viện thì cũng tùy đấy. Mảnh bát hương vỡ này. Bệnh viện thì nếu mà những cái cơ sở nhỏ thì nó không có đâu. Vâng. Những cái ca phẫu thuật lớn thì người ta sẽ phải chuyển đi trung ương. Vâng. Lớn hơn. Ô, nhưng mà ở dưới kia có những cái nhà gì đấy anh? Thế cơ. Rất nhiều nhà kia cái đây cái kia cái kìa. Ô bên kia cũng nữa có kìa. Nếu mà đứng từ ngoài mà nhìn thì tưởng rằng đây là một cái khu rừng. Vâng. Khi mà vào trong thì mới nhìn thấy là cái con đường nhỏ nhỏ này này thì nó dẫn thẳng vào trong rất là rộng. Rộng và sâu. Hai bên thì có những cái công trình kiên cố. Mình vào lớp nhỏ trong ấy. Ừ, đi vào đi. Ây à. Này đây có rắn rết gì không nhỉ? Em nghĩ là bỏ hoang lâu ngày này chắc là vẫn có rắn đấy anh ạ. Ừ. Xịt tí cái chai ấy đi. Vâng. Cái chai chống côn trùng mà không ai. Vào những cái khu rậm rạp này thì cứ phải đề phòng. Này. Ôi, em không cần đâu. Không cần á? Vâng. Em ở trên đây quanh khu rừng núi này em quen được loại này rồi. Mình đồng cối đá. Kiểu muỗi đốt inox kìa. Vâng. Trước bộ đội ở ngoài rừng thì làm gì có mấy cái này đâu anh. Này. Dạ. Nếu mà cái phòng này mà ngày xưa mà là bệnh viện thì liệu nó là cái phòng gì nhỉ? Sao ở xa này nhỉ? Em nghĩ là kiểu khoa nhi bên kia là phòng khám. À, X-quang. Đây có chụp X-quang đây anh. Ừ. Thế chắc chắn là ở đây sẽ có phòng mổ. Vì trang thiết bị hiện đại có X-quang ngày xưa là cũng là hoài hiện đại đúng không anh? Ừ. Này cái đường nhỏ nhỏ đi vào sâu lắm. Vâng, em thấy càng ngày càng vào sâu đấy. Đây. Để em vào trước cho nó đỡ rộng. Cũng... mối này. Mối miếc sông hết. Đây là cái toilet. Ui anh Nam ơi. Cái gì đây? Đây này. Em vào đây nhìn được mấy kinh khủng. Cái gì? Anh định nhìn vào vội nhá. Ừ. Sẽ bất ngờ không? Ui dồi ôi. Má ơi. Ui. Ui dồi ôi. Anh thấy bất ngờ không? Mẹ. Như địa ngục kia nhỉ? Nhìn như địa ngục kìa. Ừ. Ui. Mối này. Nó làm tổ mà cao như ấy luôn. Nhìn như địa ngục kìa nhỉ? Như cái hang luôn. Em vào bảo là cái gì anh bất ngờ mà này. Nhìn như kiểu cánh tay vươn ra. Như địa ngục kìa. Anh nhìn kia như kiểu bức tượng đầu người tay đúng không? Thực ra anh thấy nó giống như kiểu cái hang động ấy. Vâng. Đây này tôi sẽ đứng đây cho các bạn nhìn thấy là cái tổ mối này nó cao hơn cả đầu. Hơn cả đầu người. Em vào đây. Cảm giác nhìn. Đây cả một bệnh viện to như thế này của hoang. Thì nó có nhiều lý do. Ví dụ như là khi mà có cái hố rác ở đây ấy. Vâng. Cái tập kết rác của cả. Đừng động vào em ơi. Ôi anh ơi. Cái gì đấy? Đây là cái tổ mối nó phủ lên cái gì ấy, như của vải áo này. Anh nhìn xem phải không? Đây này. Cái găng tay, phải không? Không phải găng tay, găng tay cái là vải. Em giật ra xem nào. À cái khăn chắc ướt. Lắm, chắc lắm, khăn ướt. Khăn. Kiểu khăn ướt ấy. Chắc lắm. À, hiểu. Đặt này trông như cái tượng người kêu cứu ấy. Ừ. Này có khi cái trong này mà có một người mà ở trong này mình cũng chả biết. Không biết được thật. Làm sao biết được anh? Yeah. Chẳng may ai chết đây nó đắp lên như này không ai biết được. Kết thành những cái hình quái dị. Đi ra chỗ khác đi. Đây, vâng. Còn chỗ nào? Ngó sang bên ngăn bên có gì không? Phòng X-quang, dây điện nhang. X-quang này thì chỉ là một cái phòng ngày xưa nó sẽ đặt những cái máy móc. Vâng. Mà ấy thôi. Cái không. Trong này tối thui, chẳng thấy gì cả. Em thì bị cận rồi. Từ từ. Em ra đây để anh lấy cái đèn à. cầm cho anh. Đây là cái túi thần kỳ của anh. Đầy đủ đồ nghề. Mình có cái túi này thì có thể đi khắp nơi trên thế giới. Không cần phải về nhà luôn. Gần như kiểu ba lô quân sự vậy anh.
quan trọng nhất thì vẫn là những cái đồ quay thôi. Vâng, đồ trang bị. Âm thanh, ánh sáng các thứ. Em bị cận à? Em bị cận mà. Anh bảo này, em có tin rằng là có thế giới bên kia không? Em tin chứ anh. Nhưng mà em chưa được nhìn thấy thôi. Nhưng mà vì sao em tin? Có một cái lý do gì đấy em phải tin mới khiến em tin nhé. À, cái lý do em tin thì nói thế nào cho nó đúng được nhỉ? Trước thì em không tin là có thế giới bên kia đâu, nhưng mà sau khi ông nội em mất là em có cảm giác là em tin. Nhưng mà tại sao ông nội mất lại tin? Vì em làm kênh YouTube Bắt Giới TV đấy anh. Thì cho cái thằng cu quay cùng nó mặc bộ quần áo của ông nội em. Mà trong vòng 49 ngày em chưa xin phép đấy, lấy cho nó mặc. Xong rồi nó có nhiều biến cố xảy ra với kênh đấy. Vậy em gặp nhiều hiện tượng kỳ lạ anh ạ. Đây, ui, những cái vải đỏ giật mình. Anh em giật mình. Sẽ có cái đây, bể đồ ở đây gì? À, cái bể này như kiểu bể rửa phim X-quang ấy. Sẽ rửa phim X-quang. Như kiểu người ta chụp xong người ta cho vào đây rửa ấy anh. Ui, cùng quàng muỗi. Dễ cây đâm là. Em biết là rửa phim X-quang bằng cái này à? Thì em chỉ xem trên phim ảnh thôi anh. Không, ngày xưa cái kỹ thuật rửa ảnh ấy thì là cũng bằng nước. Nhưng mà nước, nhưng mà làm gì đến mức mà cái bể to này. Thì cái tấm phim X-quang thì nó cũng to bằng tấm này mày. Không, có thể là một ai đấy làm trong ngành y thì họ sẽ xem cái clip này và họ giải thích được. Còn mình không biết thì mình chỉ đưa ra những cái giả thuyết như vậy thôi. Vâng. Cái phòng này là nó cũng rất là lắt léo và đường nó nhỏ, chứng tỏ rằng là trong đấy nó cũng hạn chế người vào. Ra ngoài này thấy mắt nó thoáng hẳn này. Bên kia còn mấy cái? Mình... anh nghĩ là như này này. Bây giờ nó có rất nhiều ngả đường. Vâng. Ở đây cũng có một đường đi sâu vào trong này. Và ở cái đoạn ngã tư kia nó cũng có một đường. Thì anh nghĩ rằng mình ra kia mình bay một phát flycam đi. Vâng. Xong rồi mình xem là có cái gì xảy ra không. Để mình xem là mình quay được những cái gì. Mình vâng, sẽ nhìn thấy hết nào? Được bao quát được toàn bộ cái khu này. Vâng. Anh nghe nói rằng là ngày xưa em với ba người bạn nữa tham gia cái trò gì mà chết hai nhỉ? Em có thể kể lại vâng. Được không? Cái trò ngày xưa là bọn em gọi hồn. Ừ. Nghịch kiểu theo cái kiểu của người Dao ấy anh. Ừ. Cái phong tục của người Dao, dân tộc Dao là khi mà người ta chết đi rồi là người ta chỉ có một lễ cúng duy nhất thôi, đưa người chết ra đồng. Ừ. Xong sau người ta đuổi, người ta không cho vong về nữa. Ừ. Kể cả người nhà không thờ, không cúng dỗ gì cả. Thế hôm đấy bọn em nghịch theo cái trò như thế. Ừ. Trò như nào? Lấy ba bát gạo cộng thêm ba quả trứng, ba cái đũa. Ừ. Thế là gõ anh ạ. Gõ vào cái bát gạo ấy. Ừ. Thì hai thằng kia nó chả biết nó nhìn thấy gì, nó chạy thì bọn em không chạy, bây giờ cái cả hai thằng chết rồi. Nhưng mà như nào tự nhiên gõ ở đâu? À, gõ ở cái ngã ba chỗ đấy nó có tai nạn giao thông anh. Em kể lại cái chi tiết đầu đuôi xem nào. Cái đầu đuôi câu chuyện đấy là lúc đấy em khoảng 16 17 tuổi, mấy thằng lên chơi trên ngã ba gần nhà đấy. Ừ. Thì có cái vụ tai nạn giao thông cách đấy mấy hôm. Thì bọn nó không tin là có ma đâu, xong rồi bọn em cũng tìm trên một số nguồn thông tin của dân địa phương ấy, người ta bảo cách đấy. Thế là về mấy thằng em thanh niên nghịch. Thì cái trò này trên ngã ba đấy, đúng chỗ cái thằng tai nạn đấy. Ừ. Như em bảo nãy là ba bát gạo, ba gạo muối trứng đấy anh. Ừ. Gõ xong rồi thì hai thằng kia nó bỏ nó chạy. Thì xong như nào? Thì xong một thời gian sau thì một thằng thì sinh nhật năm 18 tuổi thì chết. Ừ. Một thằng thì 23 tuổi chết. Còn hai thằng em thì không nhìn thấy gì. Hai thằng kia thì nó nhìn thấy. Ừ. Nó bảo là chúng nó nhìn thấy, một thằng thì nó bảo là nó nhìn thấy là cái thằng chết nó bò lồm ngồm lại nó bốc gạo nó ăn. Còn một thằng thì nó bảo là nó thấy thằng kia nằm chết như nào, thấy như thế máu me be bét. Thế là em mới tin là nó có chứ anh. Nhiều hiện tượng lạ nữa. Thế lúc đấy là bọn em bao nhiêu tuổi? Em lúc đấy là khoảng 16, 17 tuổi. Còn khi thằng kia nó chết thì gần gần đây mới đây mà anh. Thế là từ đấy em có tin rằng là có thế giới bên kia không? Có chứ anh. Từ lúc đấy là bắt đầu tin dần rồi.
Nhưng mà mình chưa gặp, tới gần đây nhất thì khi sau khi ông nội em mất thì em lại càng tin hơn anh ạ. Nhưng mà em, tức là khi em tin ấy, vâng, thì em có thấy những cái dấu hiệu gì mà em nghĩ rằng là có tồn tại của thế giới bên kia không? Hoặc là em có một cái khả năng gì đấy ấy không? Em thì em cũng chả có khả năng gì đặc biệt đâu. Nhưng mà em thấy nó có nhiều hiện tượng lạ. Như đợt ông nội em mất đấy, thì con bé nhà em hay khóc đấy. Dùng đủ mọi phương pháp không hết khóc. Mà kiểu mẹ em làm hèm rồi cúng gọi cụ ấy thì nó lại nín. Với cả nó cứ nhìn thấy bộ quần áo mà của thằng cu kia nó mặc đấy anh ạ. Bộ quần áo áo the khăn xếp đấy anh. Là nó sợ nó khóc. Nhưng mà từ ngày mà em thoát chết khỏi cái trò mà nghịch dại từ hồi trẻ ấy, thì là em làm gì để cho mình cảm thấy là không bị tiếp cái dớp ấy nữa? Có đi chùa đi trước gì không? Em hay đi chùa anh ạ. Yeah. Ngày rằm một tháng nào em đi. Lên cái chùa Văn Lai gần nhà đấy anh. Sau cái vụ đấy thì em cũng bị chết hụt một lần mà anh, tai nạn giao thông gần chết đấy. Như nào? Thì em đi mấy thằng đấy luôn đấy, cái thằng mà nó chết đấy. Thì vụ tai nạn đấy là nó chết mà. À thế à? Vâng, hai thằng đi cùng một xe đấy. Nó lái xe, em ngồi sau đấy. Tức là hai thằng đèo nhau. Vâng. Và bị tai nạn, nó chết còn em sống. Vâng. Thì nó đã hỗ trợ mạng em ấy nhỉ? Vâng, gần như kiểu là nó cứu sống mình ấy anh ạ. Tôi đang sử dụng Flycam để xem toàn cảnh cái khu vực này. Tôi không biết rằng là cái khuôn viên cái bệnh viện này nó còn có cái nhiều cái công trình gì ở sâu phía trong nữa không. Đấy. Đây là cái nhà bên này đúng không? Bên này. Cái đường ngã ba này thì chúng ta vào đây rồi. Đây. Cái tòa nhà vừa xuất hiện này là chúng tôi đã vào rồi. Rộng này liệu soi được thấy không anh? Mình cứ đi thử thôi, cứ đi nếm xem thấy cái gì không. Thử thì mới biết được. Ừ, cây nó cũng rộng quá. Cây rộng quá anh ạ, không. Em nghĩ không thấy được đâu. Bởi vì là ngay gần đây nhất cái chỗ này của cái nhà đây nó cũng không thấy được này. Đó. Đúng không? Cây nó mọc lên trên nhà kia mà. Ừ. Đúng là rậm rạp quá, không thấy gì. Nó hoang phế lâu quá. Như một khu rừng cái này. Ô, đây có cái hồ gì này. Đâu anh? Đây này. Đây có ao gì đẹp thế. Em cũng không rõ lắm. Thế yeah. Theo sự phỏng đoán của em thì đây như kiểu là cái hồ Xuân Khanh hoặc là hồ Suối Hai. Thế yeah. Đấy. Trên này đẹp nhỉ? Vâng. Đấy, chúng ta ở đây rồi. Mà mình Tải Châu Suối Hai suốt mà sao không biết được dừng đây nhỉ? Bên này còn hai cái tòa nhà mái đỏ đỏ kìa. Ngay gần đây không anh? Ừ. Đấy, nhìn thấy không? Vâng, thấy. Thế tại sao cái nhà này ở đây không thấy nhỉ? Chắc là do cây nó mọc lên trên mái đúng không? Ừ. Cây mọc trên mái mình không thấy được. Anh thấy phía bên phải của chúng ta này. Đây. Đúng không? À, tay trái. Ừ, tay trái. Có hai công trình này với cả một cái gì nhỏ nhỏ ở đây này, nhìn thấy không? Vậy mình, anh nghĩ mình đi ra hướng đấy đi. Vâng, mình sang ngó từ qua xem là gì đấy. Nhưng mà nhá, bởi vì là em đã từng chết hụt đi. Vâng. Mà một người từng chết hụt, anh nghĩ rằng là kiểu như là đã cận mặt với tử thần rồi. Thì em vào trong cái khu này em có cảm giác gì ở khu cái nào không? Cái khu vực nào không? Ở một cái vị trí cụ thể mà mình cảm thấy rằng nó kiểu nó có tâm linh cái, có cái điểm gì đấy em chưa cảm giác gì, nhưng mà
đi như thỉnh thoảng những trường hợp đi em gặp những hiện tượng lạ thì gần như có điểm báo trước em đều thấy anh ạ. Thôi mình cứ vào cái khu bên tay trái xem như nào. Ơ nhưng mà tại sao con trâu nó vào trong này được nhỉ? Đâu? Thế cơ anh? Ừ nhờ. Con trâu cái không có trạc nhá. Để xem có điểm bằng hả anh? Con trâu đang ra xem người. Đang ngó thế bạn ạ. Ngước mặt rồi. Anh Nam ơi. Gì? Anh có nghĩ là trong bệnh viện có nhà xác không anh? Có chứ. Nếu mà bệnh viện mà từ ngày xưa ấy, từ lâu rồi thì cái chuyện có nhà xác là hoàn toàn có thể. Em nghĩ rằng là nó là khu nào? Em nghĩ là nó sẽ nằm quanh quanh khu vực mé bên dưới kia. Vì nhà xác sẽ tránh ở gần những cái khu chụp phim như này. Nó sẽ nằm ở khu đại loại như kiểu khoa lây. Nhưng mà mình vừa mới... Ở trong khu X quang. Bây giờ nha, mình cứ đi thử cái khu này đi. Vâng. Cái khu bên này xem nếu mà... không có cái gì thì mình ấy, mình đi vào tiếp ở trong này. Anh đang tò mò về cái hai dãy nhà rất là lớn ở phía bên này. Vâng. Đây. Đây một cái nhà, những nhà gì đây thấy? Những cái nhà này thì thậm chí cái đường vào còn khó đi. Vâng. Nó rậm rạp hết rồi này. Này nếu mình muốn vào thì phải cầm thêm con dao. Đi để phạt hết đường ấy. Đây đây, dãy nhà đây anh. Ui, mạng nhện. Ui, con nhện ghê thế. Con đấy cắn đau lắm đấy anh ạ. Thế à? Nhện độc đấy. Có chết đâu? Không chết đâu nhưng tay sưng tấy thôi. Ghê nhỉ? Con nhện sọc mà. Cẩn thận. Con ấy lành lắm, nó không cắn đâu, đêm nó mới cắn thôi. Nhưng mà mình mà phạm với nó cũng sực mình à, như vâng, thường. À vâng, mình mà tóm dính nó vẫn cắn thôi anh. Cái phản xạ mà. Ui. Nhà to đấy nhở. Đấy. Đây là một khuôn viên. Vẫn có muỗi. Cái xịt muỗi kia không ăn thua. Đây hình như là phòng của giám đốc bệnh viện anh ạ. Thế à? Ở đây có cái vườn này. Vâng. Đúng không? Vâng, vâng. Vườn cây. À cái vườn này thì vào được lối nhà bên kia. Ừ. Đây là giám đốc này. Đúng rồi, đúng rồi. Phòng giám đốc, có chữ giám đốc kia rồi. Thả nào đẹp thế. Đúng rồi, giám đốc này. Thế đây là mấy gọi là khu trung tâm, thế còn là khu nhà ở bệnh nhân nữa cơ mà. Cái... cửa em này mở chỗ được này anh có ơi. Về có ừ có thể là vào được đấy. Cửa này vào được anh ạ. Trần đổ hết. Trần nó bắt đầu rơi những cái mảng chống nóng. Hồ sơ bàn làm việc. Rất nhiều lá cây nó ở dưới sàn. Không có gì. Bên mở này xem này. Cũng chắc cũng không có gì. Không còn gì nữa. Có mấy cái giấy tờ linh tinh thôi. Ừ. Em đóng vào đi. Gạch hoa thì đã bị phồng lên và vỡ hết rồi. Đồng hồ bên này lại chết này anh. Có rất nhiều những cái bài đây hay là có ai đấy trốn vào đây tụ tập chơi bài nhỉ? Cái về sau mà khi mà người ta bỏ hoang ấy. Vâng vâng.
Em nghĩ cũng có thể là khá đúng đấy anh ạ. Kiểu sau bỏ hoang bắt đầu các con bạc vào đây đấy. Tụ tập đánh bài bạc trong này. Cẩn thận. Giọng nổ đúng đốp không? Đây còn một gian phòng nữa này anh. Nhưng mà khóa cửa. Hoặc là ra cửa sau, ra cái khu vệ sinh. Đúng rồi, đấy đúng là không? Khu vệ sinh anh ạ. Tôi xem nào. Khu vệ sinh, nhà vệ sinh kia. Không có gì. Ra nhà khác rồi. Có một cái dãy bên kia. Bên kia đồ đỏ gì nữa. Em nghĩ là nó phải còn nhiều nhà ở đây nhỉ. Chứ nó không em chốt vào đi. Ít nhà như này đâu. Nhưng mà hơi rộng. Nó có vết ai luộng qua đây này. Chúng tôi tiếp tục đi vào cái khu nhà thứ hai. Bên này là khu nhà khách anh ạ. Nhà gì? Nhà khách với nhà giao ban đấy. Nhà khách á? Vâng. Phòng khách không phải là giao ban mà là có thể là cán bộ ở trung ương, ở thành phố xuống ấy. À vâng vâng. Nói chung là em bị cận nên em thoáng qua em không đọc được đâu. Vào khu rậm rạp này. Ghê quá. Ui, đây cây chanh. Cây chanh, chanh trỏ, chanh tự nhiên này. Chanh rừng này anh. Yeah. Quả đầy, đầy quả. Đâu? Đấy, trước mặt anh đây. Chanh bình thường thôi đúng không? Đâu, chanh rừng mà anh. Đây này. Chanh để ăn gì? Vâng. Chanh rừng chín quả rụng đây này. Chanh quả. Mấy đúng. Sai phết nhỉ? Sai. Đây là chanh, chanh rừng mà có phải chanh kia đâu. Không phải chanh nhà à? Không ạ. Chanh này thơm lắm. Thơm không? Để xem. Chanh này bóc ra mùi thơm cực. Nó không nhiều nước ở chanh kia đâu nhưng mà chua. Mọc hoang. Đây là phòng tài chính kế toán này. Đây là cái bộ phận mà điều hành cái khu bệnh viện này. Phòng văn thư. Phòng quản trị. Để xem có lối nào vào không. Anh nghĩ là chúng ta nên đi tìm cái khu nhà xác đi. À vâng. Theo em nghĩ là hợp lý đấy anh ạ. Ừ. Bệnh viện thì là một cái nơi tôi không cần phải nói thì các bạn cũng có thể biết được rằng là có rất nhiều những cái oan hồn bởi vì là họ không được được chết ở nhà của mình, ở bên cạnh người thân của mình. Đó có thể là những cái chết vì tai nạn hay là vì một cái lý do gì đấy phải chết ở đây. Thì nó thường gây cho chúng ta một cái gì đấy rất là sợ hãi mỗi khi mà ghé thăm. Đặc biệt hơn đó là một cái nơi mà lưu giữ những cái xác đó. Nhất là ngày xưa thì có phải là chết phát thì người ta nhận xác ngay đâu. Nhất là những cái vụ tai nạn ấy, thì người ta sẽ phải để ở cái lưu trữ đó là nhà xác một thời gian. Sau đó thì mới có người nhà đến nhận vận chuyển đem về. Mà thậm chí ngày xưa có nhiều cái xác còn không có ai nhận đi chứ. Tức là khi chiến tranh thì bệnh viện Bạch Mai đã từng chuyển về đây. Vâng. Để gọi là sơ tán đấy. Nhưng sau đó thì hết chiến tranh thì rút về lại Hà Nội. Thế nhưng mà cái cơ sở vật chất nó thì vẫn là tốt. Thì mọi người lại tái sử dụng, lại bàn giao cho bên bộ xây dựng trang. Đấy là cái mà chúng tôi suy luận. Làm gì đấy? Em đi vệ sinh cả. Bác yên tâm đi. Hả? Bác đi đi, bác yên tâm đi. Mày ở trong này mà đi vệ sinh linh tinh thế là không sợ à? Em không. Em thì kiểu trước trong quân ngũ cũng gặp nhiều trường hợp lạ rồi. Ừ. Đa số là toàn những kiểu rạng sáng là số gặp nhiều hơn. Chứ ban ngày này mình gần như là không gặp bao giờ. Ban ngày không phải là thời điểm của ma đúng không? Vâng. Chủ yếu trước là bọn em gác ở trong cái trường quân sự thì thấy gần sáng gặp những hiện tượng lạ nhiều.
dạng cây xà cừ đẹp thế nhỉ. Nói chung là đến những cái chỗ mà hoang vu như này, nặng âm khí này thì hạn chế đái bậy. Bởi biết đâu nó lại đúng cái địa điểm đấy, cái gì đấy thì sao. May thì không sao. Tại sao vậy? Anh bảo này, ở đây thì là mặc dù là Ba Vì cũng sát nhập với Hà Nội rồi ấy, vâng vâng, thì đã thành thuộc địa Hà Nội rồi, thì là có cái đồng bào dân tộc thiểu số nào sinh sống ở khu vực này không? Gần đây thì có dân tộc Dao, dân tộc Mường. Thì cái dân tộc nào mà em biết rằng là họ có một cái tục lệ về tín ngưỡng gọi hồn các thứ đấy là tốt nhỉ? Bây giờ là đặc biệt nhất, đây chỉ có tín ngưỡng đồng bào người Dao là người ta giữ nguyên được bản sắc dân tộc thôi anh ạ. Còn... anh muốn tối nay mình sẽ vào đây. Vâng. Bởi vì là ở một cái nơi bệnh viện mà hoang vu như này ấy, vâng, anh nghĩ rằng mình cứ phải thử xem là có cái hiện tượng gì không. Thì em quen người Dao nào không? Mình đến mình hỏi chuyện người ta. Vâng. Để xem người ta chỉ cho mình cái cách mà gọi hồn hay là một cái gì đấy mà tiếp cận được với thế giới bên kia ấy. Vâng. Biết không? Em biết, em biết. Ở em đâu? Biết mà anh ở cũng gần gần chỗ khu nhà em thôi. Lưng lưng chừng núi ấy. Thế có gì chứ men men đường mé bên kia của núi. Có gì mình đến mình hỏi người ta xem. Vâng. Này ở gần đây thì có cái khu vực nào mà tâm linh mà khiến người ta tin không nhỉ? Có cái gì đấy? Có anh ơi. Có cái gì? Gần đây thì có chùa Mía mà cái giếng sữa đấy. Giếng sữa. Vâng, cái giếng sữa thì là cứ đàn bà con gái người ta mất sữa hay là các gia đình kiểu vô sinh con cái hiếm muộn ấy. Thì đến đấy xin là có mà anh. Này. Dạ. Anh nghe thấy thế có vẻ là ấy đấy. Vâng. Bởi vì là vô sinh ấy mà đẻ được con ấy thì đấy là một cái sự tái sinh trong cái vòng luân hồi. Thì tí em đưa anh ra đấy nhá. Vâng vâng. Anh muốn lấy nước ở đấy để thực hiện cái nghi lễ tối nay. Cái nhà bên kia không biết nhà gì nhưng mà cửa không khóa, phải không? Ừ, mà đường vào khó khăn đấy. Cái nhà này là nhà lúc nãy anh em mình ngó qua đúng không? Phòng X quang cái gì ạ? Vâng, không, bên kia là X quang. À đây là X quang. À đây X quang đây. Bên kia là phòng phòng cái đầu tiên mình vào ấy. Nhi khoa nhi. Em xem có lối vào cái dãy này không? Anh cứ đấy em đi trước cho. Em ngó xem có gì hay ho. Sẽ đi sâu thế à? Vâng. Anh sẽ tìm cái đường này lại. Đây có một cái khu nhà rồi nhưng mà rất khó tiếp cận. Bởi vì dưới này nó... rộng lắm anh ạ. Có không? Em đang đi xem có gì không, anh cứ đấy đi. Em đi trước cho. Cây cối tùm thế này. Ui. Nói chung là cậu Toàn này, cậu đã kể cho tôi nghe rất nhiều những cái hiện tượng xảy ra ở cái bệnh viện này. Tuy nhiên đó chỉ là những cái thông tin một chiều. Tôi mới chỉ nghe với cậu ấy nói thôi. Còn nếu mà để mà khiến cho tôi tin ý, thì phải có nhiều người nói. Hoặc là tôi phải cảm thấy có một cái gì đó ở đây. Mà cái điều mà tôi cảm thấy nhất ý, đó chính là cái phòng X quang này. Bởi vì các bạn biết ở trong đấy là có cái tổ mối mà nó đùn lên tạo thành không vào hình anh dáng như một cái hang động. Hả? Rộng lắm. Đây mà làm sao vào được đường này mà. Đường này á, để em ngó xem có lối nào chú vào. Còn dưới kia rộng kinh khủng luôn. Dưới kia còn rộng hơn thế này. Sao vào được đây? Cũng là mấy cái nhà bệnh viện, tại sao cái nhà kia người ta vào mà nhà này người ta không vào nhỉ? Thử đánh liều một phen xem thế nào. Nhìn khó đấy em ạ. Đất lún anh ơi. Tại sao đất chắc là đây mối. Đất đây lâu năm mà ngay thụt thích nhỉ?
mà đất khô nhá. Rồi nó đùn sao? Đi lún lún. Này muốn vào phải cầm dao đi anh ạ. Không vào được. Rộng lắm. Hay để tối nhỉ? Tối cầm dao mình phạt mình vào xem thế nào. Ừ. Biết đâu lại bất ngờ. Bây giờ em cho anh tới cái giếng đi. Vâng vâng. Nha. Vâng. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tới giếng sữa để lấy nước. Tôi hy vọng rằng là nếu đúng như những cái lời đồn đại thì cái nước ở giếng đấy nó có một cái tâm linh gì đó khiến cho vạn vật tái sinh, đặc biệt là con người. Phụ nữ thì có khả năng sinh con, hoặc là nếu ai mà tắc sữa thì lại, không phải tắc mà mất sữa anh ạ. Mất sữa. Mất hẳn luôn ấy. Mất sữa thì sẽ có khả năng là sữa nó chảy ra. Cái điều đó thì cứ phải xác minh đã. Anh ra trước đi, em cầm cam cho. Con dao này là cái vật mà chúng tôi sẽ để dự phòng, để chả may mà cái buổi lễ này nó thất bại, thì hoặc là một cái điều gì đấy bất ngờ nó xảy ra, thì sẽ là một cái mà chúng tôi sẽ cứu rỗi vật tế. Tôi biết rằng có rất nhiều những linh hồn đang lẩn khuất đâu đây, chưa thể siêu thoát, bởi vì những người thân ở nhà đã mất dấu, đã không còn tin tức gì về các oan hồn. Các người hãy hiện về. Đúng rồi. Ừ đúng rồi, tiếng nói trong này. Ê đúng rồi, đúng rồi này. Sao nó chưa vào cho mẹ nhỉ? Ui, gai quá anh. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận gai lắm. Vâng. Ui. Chờ nó lúc nó phạt cây đã. Ui. Ui. Ui.